Xin chào các bạn, đây là thùng ấp trứng chim chỉ. Đó, đây là mình ấp được 24 ngày thì trứng chim chỉ nó sẽ nở rất là đều. Mình là dùng máy ấp trứng ánh dương. Đây, tất cả trứng ngày 22 là ngày 22 thì nó sẽ nở. 22 thì bữa nay 17, nó cũng 24, 25 ngày thì tầm 20, trung bình là 24 ngày nó sẽ nở. Thì có một số trứng thì nó sẽ trên lệch 25 hoặc 26 ngày nữa. Đây, tất cả ngày 22. Đây là chim chỉ con mới nở. Thì nó chiều hôm qua nó đã khảy mỏ, nó cũng nở một số con mà nó còn ướt, mình chưa có bắt ra. Thì sáng nay nó đợi, mình đợi nó khô lông, mình bắt nó ra luôn. Thì thường hôm trước mình khoét mấy lỗ nè, lỗ để cho nó khi mà nó nở, khi mà chim nó nở thì nó sẽ có không khí thông thoáng. Đây là cái cốc nước để mình điều chỉnh nhiệt, để điều chỉnh cái độ ẩm. Độ ẩm khi ấp trứng thì cần phải có nhiệt độ và độ ẩm. Thì máy ấp trứng ánh dương chỉ điều chỉnh được nhiệt độ thôi, còn độ ẩm thì mình phải điều chỉnh thủ công một chút xíu, là mình để gần cốc nước. Đó, tất cả trứng 22 đều nở. 23 thì 23 thì nó bắt đầu có dấu hiệu khảy mỏ rồi nè. Đây là trứng ngày 23 nè. 22 nở thì 23 nó sẽ khảy mỏ. Mà thì ấp trứng thì mình phải lưu ý, mình kiểm tra cái gì ngày 22 nở thì mình sẽ kiểm tra trứng ngày 23. Khi mình để mình kiểm tra dấu hiệu để mình biết nó khảy mỏ nè, khảy mỏ chỗ này, thì khi đó mình sẽ lật cái chỗ mà khảy mỏ lên. Thì khi mà chim nó nở thì nó sẽ có không khí, nó sẽ thoáng. Thì chứ mình sẽ quay cái chiều khảy mỏ lên. Chứ nhiều khi cái chiều khảy mỏ này mà úp xuống dưới đây, mình không kiểm tra nó úp, mình úp xuống á, thì khi mà nó chim nó khảy mỏ nó nở thì nó không có chui ra được. Cho nên mình phải kiểm tra. Đây, trứng 23, 22 hôm nay khảy mỏ, 22 nở thì 23 nó khảy mỏ nè. Bắt đầu ngày mai thì nó chiều nay hoặc mai là thì nó sẽ nở. Mình phải kiểm tra như vậy. Hả? Đây 23 khảy mỏ nữa nè. Mình lật cái chiều khảy mỏ lên cho giúp chim nó dễ nở. Đây. Trứng trống rất là đều. Trứng trống là trứng có cò, mình gọi là trứng có cò. Đây 23 khảy mỏ nè. Nó cứ nở liên tục xây dựng vậy. Thì mình sẽ bắt mình di chuyển ra chuồng ấm. Đây. 4 6 8 10 12 15 con. Được 15 trứng. Thì mình di chuyển qua chuồng ấm. Đây là một số cái chuồng ấm, hai cái chuồng ấm chim chỉ. Đây là cái chuồng ấm mình sẽ thả nó vô. Thì cái chuồng ấm này mình đã xông đèn sẵn, chiều hôm qua nó nở thì mình cũng đã chuẩn bị sẵn rồi. Mình xông đèn cho cái chuồng nó ấm, chuồng ấm lên. Thì giờ cái này là cái máng uống mình vệ sinh sẵn, mình vệ sinh mình chuẩn bị trước. Đây là cái máng ăn mình vệ sinh sạch sẽ mình chuẩn bị. Giờ mình lót cái sơ dừa làm cái điểm lót cho nó, sưởi ấm cho nó luôn. Đó, vậy thì mình chỉ thả vô thôi, tại vì trong đây mình đã sưởi đèn trước rồi, trong đây nó có hơi ấm rồi. Khi mình bắt chim mới nở ra thì mình thả vô, thì trong cái chuồng nó chuồng ấm sẵn rồi. Đó, chỉ việc mình thả vô thôi. Xin chào các bạn nha, mình thả nó ra.